Ok, sau đây hướng dẫn sử dụng con máy này nha. Thì con máy là con máy Olympus OS Galaxy 105 ha. Con máy này xài một viên pin CR123A. Sau khi hết pin thì mình lên Shopee mua nha, 30 ngàn một, 20 ngàn một cục à. Đây, áp dụng. Để lại. Rồi. Để mở máy con này thì mình bút kéo qua như này á. Kéo qua như này là mở máy. Gạt nhẹ cái cho nó thu lên vô. Rồi để mình bỏ hết là tắt máy ha. Ok, máy này. Rồi, con máy này thì nó zoom ở đây. Zoom ở đây ha. T là tê lơi, còn W là quay. Lúc mình zoom á, mình zoom nhấp nhả như này thôi thì nó sẽ bền con máy mình hơn. Tại vì nó zoom mình làm liền tù tì thì nó sẽ dễ bị hư cái mấy cái nhông zoom nha. Rồi, để mà hoạt động chụp thì con máy này rất là dễ rồi. Lúc mở máy lên á, thì nó sẽ là cái flash, nó sẽ auto ha. Mình có thể điều chỉnh các chế độ flash đây. Đây. Auto S nghĩa là xóa mắt đỏ nha. Còn này là off nghĩa là luôn luôn tắt. Còn fill nghĩa là lúc nào nó cũng bật flash hết. Đây là chế độ flash vào ban đêm nè. Rồi, bình thường thì chụp ban đêm mình nên để chế độ Auto S thì nó sẽ xóa mắt đỏ nha, con mắt mình không bị đỏ khi chụp. Nút trên là nút hẹn giờ. Thì mình bấm lên nó hiện cái đồng hồ, mình bấm chụp thì 10 giây sau sẽ chụp nha. Đây mình bấm chụp nè, mình nhấn nhựa nhẹ cò nè, mình thấy cái nhấn giữ nhẹ cò để lấy nét nha, nhấn giữ nhẹ cò để lấy nét và mình bấm mạnh xuống để chụp. À, đây nhấn giữ nhẹ cò nè để lấy nét. Cái đèn màu cam ở trên là cái đèn flash nha, nó báo hiệu là nó sẽ đánh flash khi mà nó chớp, khi flash nó còn chớp chớp nghĩa là nó chưa hồi xong nha. Thì con máy này hồi khá nhanh, chỉ cần một chút là nó hồi xong rồi. Rồi ở bên đây thì nó có các cái để mình chỉnh ngày và giờ nha. Bấm vào đây để mình điều chỉnh cái ngày và giờ ở đây. Đây là các cái mod thì mình bấm này set ha. Mình chỉnh ngày và giờ để in lên hình đó. Nó hiện cái gì thì nó in cái đấy ha. Còn nếu mà nó hiện các cái chấm nghĩa là nó không có in nha. Rồi ở đây là cái vọc này để chỉnh cái độ cận của cái view. Thì mình cứ chỉnh xoay làm sao cho cái view nó nhìn rõ nhất là ok. Cái view này thì nó không có liên quan tới cái ống kính nha. Cái view này nằm ở đây, còn ống kính nằm ở đây. Cho nên mình ngắm mình thấy có hơi bụi hay là hơi mờ cũng sao ha, miễn sao ống kính mình sạch đẹp là ok. Rồi ở đây nó có cái cần panorama nghĩa là cái khung hình này, bạn thấy cái hiện tại là khung hình đang to ha, thì mình gạt cái lên nó hẹp lại nè. Bình thường thì mình cứ để cái ở trên là full frame, còn nếu mà panorama thì chụp khung hình dài vậy đó. Ok, rồi mình hướng dẫn lắp phim nha. Khi mình mở máy thì con mở bộ phim thì con này nó tự động nó tua cái này vô. Rồi trước khi mình lắp phim thì mình cần vệ sinh cái khấu kính trong đây ha. Mình nên sắm thêm mấy cái bóng thổi để mình thổi cho nó sạch, hoặc là mình dùng các cái loại bông khăn mịn để mình lau thì nó sẽ, tại vì mình lắp phim vô rồi là mình không vệ sinh được, vệ sinh trước khi mình lắp. Rồi mình lắp thì mình xài các cuộn phim phim màu index, phim mà còn index nha. Còn nếu mà phim outdate thì chụp sẽ bị tối, còn phim cine là tuyệt đối không được xài. Phim cine vision là tuyệt đối không được xài cho máy business nha. Rồi mình lắp cái đầu lòi nó hướng lên trên nè, mình đưa qua đây một đoạn phim như thế này, chỉ cần đưa qua một đoạn như thế này thôi là ok nè. Sau đó mình đóng nắp lại, nó sẽ tự động tua lên cho mình ha. Đây nó hiện lên số 1. Sau khi xong nó sẽ tự nhả lên cho mình luôn. Rồi lên hiện số 1 là ok, còn nếu nó hiện chữ E là sai ha, lắp phim sai thì mình phải tháo nó lại nha. Rồi mình cứ chụp 18, 28, 38, 48, 58 thì nó sẽ tự động tua lên cho mình. Nó tua tới khi nào, nó chụp tới khi nào, mình chụp tới khi nào hết phim thì máy sẽ tự động tua về cho mình. Mình cứ chụp tới nào hết phim thì thôi, cứ thích thì chụp nấy thôi, con này rất là dễ dùng rồi. Vì là BNS mà, cứ ngắm lên chụp thôi, rất chi là dễ dùng luôn. Ok, và sau khi mình sử dụng sau khi mình chụp hết phim á thì con máy nó sẽ tự động tua về. Thì sau khi đây mình chụp mới có 7 tấm thôi, còn này của mình tới 27 nè. Thì mình cứ chụp tới khi nào tự tua về thì thôi nha. Mình tuyệt đối không được mở buồng phim ra khi mình đã lắp phim vô và nó hiện số 1, 2, 3, 4 rồi, nghĩa là trong quá trình chụp.
mà mình mở bộ phim ra là không, tuyệt đối không được ha. Nếu mình mở bộ phim ra trong quá trình chụp thì nó sẽ hư phim của mình nha, phim sẽ bị cháy sáng và mình sẽ mất hình những cái tấm hình mình chụp. Rồi, tuyệt đối không được mở bộ phim ha. Rồi sau khi mình chụp tới tấm cuối cùng và mình chụp cho thế nào, nó tự động tua về và nó sẽ nghe cái tiếng như thế này. Ở đây là cái nút tua phim khẩn cấp, mình chỉ sử dụng trong trường hợp mình tua phim khẩn cấp thôi ha. Tại vì hiện tại mình không có muốn chụp hết cái cuộn phim này, tại vì cuộn phim này mình để test thôi. Nó sẽ rất là lâu, nó rất là dài. Rồi, sau khi mình chụp hết phim nó sẽ nghe cái tiếng như thế này nha. Tiếng giống như vậy nè. Rồi, sau khi chụp hết phim, lens sẽ tự động tua vô và nó sẽ tự động tua về nè. Bạn thấy con số này nó giảm dần. Từ số 36 24 nó giảm về 0. Cái này tự động hết mà. Mình cứ chụp và ngồi đợi thôi. Rồi, sau khi nó hiện chữ E như thế này, nghĩa là đã ok ha. Mình cứ bỏ bộ phim ra được đó. Lúc này nó tua vô hết rồi. Mình lấy ra, đóng nắp lại. Rồi, sau đó mình tắt máy thôi. Xong, đem bộ phim đi chán là ok. Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn sẽ có shot hình đẹp trên con máy này nha.